Giới hoạt động xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam bày tỏ ủng hộ Ukraine trước sự xâm lược của Nga và lên án điều mà họ gọi là chủ nghĩa bá quyền Putin. Hôm 3 tháng 3, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Mai và giáo sư Nguyễn Đình Cống đại diện cho 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập tới Sứ quán Ukraine tại Hà Nội trao thư ủng hộ nhân dân Ukraine cho đại biện lâm thời Natalia Zhukina. Trong cái cuộc họp Liên Hợp Quốc vừa rồi, chính phủ Việt Nam thì không tỏ lòng ủng hộ là bỏ cái phiếu trắng. Thế thì chúng tôi nói đấy là việc của chính phủ, của cái bỏ phiếu trắng. Nhưng mà chúng tôi là người dân, chúng tôi có quyền là nói lên cái lòng ủng hộ. Tôi ủng hộ, là thông cảm, đồng cảm, ủng hộ nhân dân Ukraine và chống lại cái sự xâm lược của Nga. Đại diện các tổ chức xã hội dân sự nhấn mạnh họ kiên quyết lên án hành vi xâm lược trắng trợn của Putin và rằng bảo vệ Ukraine không chỉ là bảo vệ hòa bình mà là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa thoát khỏi quá khứ độc tài. Ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc họp khẩn về tình hình Ukraine và ra nghị quyết lên án Nga yêu cầu rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine. 141 trên 193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. 5 nước bỏ phiếu chống gồm Nga, Belarus, Triều Tiên, Syria và Eritrea. Còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam. Đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam viết trên Facebook, trong số tất cả các thành viên ASEAN, chỉ có Việt Nam và Lào đã bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi rất thất vọng.